Và đây là công viên bán hoang dã Vinpearl Safari, là top 3 các công viên bán hoang dã lớn nhất châu Á. Với tổng diện tích giai đoạn 1 là 500 hectare, tại đây đang bảo tồn hơn 300 các loài động vật quý hiếm, hơn 1.200 các loài thực vật và hơn 1.500 các cá thể động vật. Tại đây luôn xôn tụ, tấp nập những cái lượng khách qua lại và sẽ trở thành một trong 4 cái mảnh ghép góp phần tạo nên cái khu Phú Quốc United Center. Và các bạn cũng sẽ thấy là có rất nhiều các khách đang đến vui chơi tham quan tại cái công viên này.